nghe âm của nó nha. Nói chung là lúc bắt nó ở trên trung hình đó nha anh em, khu vực mình đó, nó quay cây nó gu. Nói chung là con chim này là ké gu luôn nha anh em. Và ở trên cây nó gu, nó chạy, nó gu. Nói chung là mấy năm trước bắt nó là nói chung là quay cây là phơ thôi nha anh em. Thù nó là bắp chuối to bự. Con chim rừng vừa mà nuôi đến ngày hôm nay mà vào trong lập mà đi chơi được thuần dưỡng, không phải đơn giản đâu nha anh em. Con này thì rất là lì nha anh em. Nó gu là anh em thấy hình như là cái trong quang là nó buông hết trong mắt rồi nha anh em. Chung là Lamy Lam là phải dê gu nha anh em. Con này thì cái đầu đéo cái cổ rất đẹp nha anh em, thắt rất đẹp. Con này mà những anh em mà vừa mà sau này chơi đa năng á, cho thêm xuống đất nữa thì thôi đừng nói tại sao nha anh em. Nó thu con chim này là anh em nhìn cái bo nó nè, con này thì dặm lót lót thôi nha anh em, chủ yếu là rước khống vào trong cứng ngu chứ không phải là kêu rút chim tía lia nha anh em. Đó là chơi là đôm 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 mọc hai tiếng dặm là đâu nhận gu, mọc hai tiếng dặm là nó nhận gu là vào trong là đỡ chạm mặt chim rồi là thôi, chỉ biết gu là gu thôi nha anh em. Nhớ một cọng lông rồi lên anh em thấy không, mực rượt bộ lông mịn gu thì chỉ bộ cơm phun lên thôi, còn bo rít không có một cọng lông nào mà nhớm lên rồi nha nè anh em thấy không. Cái miệng nó cực đẹp nha nè, cái miệng con chim này này, mỏ nó rồi anh em thấy cái mắt nó không? Anh em mà chăm chim rồi thì mà biết con chim này là gu cỡ nào nha nè. Rừng già khu vực mình nha anh em. Rừng đó thì sáng là những con cua đó khiếp nha anh em. Bắt những con chim đó là vào cây là
phải gù cho ác, không gù ác là không dở bắt được đâu nha anh em. Rồi để mình chờ nó làm một hơi nữa rồi anh em cứ coi trong video đó, thích nó mình giao lưu cho anh em sinh viên vừa chơi để kết nối đang mơ nha anh em. Còn mấy con này thì bỏ cái búi, nó cũng gù cái búi chứ không cần là nói chi là vài ba phút nha anh em. Rồi thì